Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của anh Dũng Channel nhé. Thì trên tay của mình đây đang là chiếc điện thoại Vivo V15 nha các bạn. Thì chiếc điện thoại này ra cũng đã lâu rồi nha. Ra mắt thời điểm 2019 hay 2018 gì nha. Nhớ không nhầm là 2019 nha. Thì cái Vivo V15 này trên tay của mình đây ngoại hình nó cũng đã rất là xấu, rất là lăm nhăm do thời lâu rồi nha các bạn. Đấy, nhưng mà cái Vivo V15 này nó vẫn có một cái số đặc điểm rất là hot, đó là cái máy của nó rất là to nha, màn hình 6.5 inch nha. Cái thứ hai là màn hình không khiếm khuyết nha. Thì camera của nó đằng trước là, tại vì camera trước của nó là camera thò thủ nha các bạn. Thì các bạn có thể thấy camera trước của nó sẽ thò thủ lên như này nha. Đấy. Thì các bạn thấy là cái camera trước của nó chụp ảnh như đây, mình cũng có test qua cái ảnh chụp camera trước của nó. Thì các bạn thấy là cái selfie của nó rất là đẹp, rất là ảo nha. Tại vì cái camera selfie của nó hình như là lên đến 32 megapixel thì phải. Đấy, còn cái camera sau của nó khi mình chụp ngược sáng thì cái màu sắc lấy lại các chi tiết cũng rất là tốt nha. Mặc dù chỉ có 12 megapixel nha. Và cái camera mình chụp cùng sáng với nó này thì nó cũng chụp lên chất lượng chi tiết cũng khá ổn nha. Giờ mình chuyển sang chụp góc rộng thì các bạn thấy cái màu ảnh của nó rất là ảo nha, và cái chất lượng chi tiết không được cao nha, tại vì camera góc rộng chỉ có 80 megapixel nha. Thì cái máy này nó chạy cái màn hình của nó là cái camera thò thủ. Tuy nhiên là cái màn camera thò thủ của này nó có một cái nhược điểm, đó là nó không thể làm camera nhận diện khuôn mặt được nha các bạn. Thì đây là một điểm đáng tiếc của Vivo V15 này nhé. Trong khi đó Oppo F11 Pro và các cái đối thủ của nó thì vẫn bật được cái camera thò thủ này lên để nhận diện khuôn mặt nhé. Được cái màn hình này 6.53 inch, độ phân giải là Full HD cộng, nên là cho các chất lượng màu ảnh hiển thị lên cũng rất là sắc nét, rất là chi tiết nhé. Đấy, loa thì cũng rất là ổn nhé, loa con này cũng khá to nhé, mình đánh giá ở mức thang 7 trên 10 điểm nhé. Tại vì nó cũng là đời cũ rồi mà cái loa của nó cũng rất là to nhé, mình đánh giá mức thang điểm là 7 trên 10 điểm nhé các bạn. Đấy, về pin nhé, con này có dung lượng pin là 4000 mAh, nên là trong một cái thời gian sử dụng cũng khá là ok nhé. Thì đây là cái camera, nó có ba camera đặt dọc như thế này nhá, một cái đèn flash nằm ngay chính giữa cái camera chính này và một cái cảm biến vân tay một chạm ở đây nhá. Đấy, thì con này nó vẫn dùng cái cổng sạc, nó là USB-C nhá. Thì cái cổng sạc này là cổng sạc đầy cũ nhá, nên là cũng là một cái nhược điểm của nó nhá. Mà con này có tích hỗ trợ cái công nghệ sạc nhanh là 18W nha các bạn, và vẫn giữ được cái jack 3.5 ở đây nhá. Đấy, thì nói chung là nói sơ qua thì có con Vivo V15 này thì cũng khá là ổn nhá, để xài nhá. Và cái bên trong nó đang chạy một cái chip P70 nhá. Thì chip Helio P70 này cũng rất là mạnh nhá, rất là ok nhá, rất là ổn định luôn. Thì chip P60 mình thấy là nó cái dòng rất ổn định bây giờ, mà các bạn chưa lên quân đồ họa cao vẫn rất là mượt nhá. Thì con này còn chưa được lên quân đồ họa HD mà còn mượt luôn á. Thì mình sẽ có một cái video test game sau thì các bạn sẽ thấy được cái chip của nó mạnh như nào nhá. Thì con này đang trang bị trên mình của nó là phiên bản RAM là RAM 6GB nha các bạn, và bộ nhớ trong của nó là 128GB nha. Nhưng mà con trên tay của mình đang cầm là bản bộ nhớ trong 64GB nha, nó có hai bản nhé, 664 và 6128 nha. Tuy nhiên là nó đã chạy đến Android 11 rồi nha, nhưng mà nó không có cái tính năng mở rộng RAM. Tại vì phiên bản tính năng mở rộng RAM này nó chỉ hỗ trợ những cái đời sau thôi nha các bạn. Đây, thì các bạn có thể thấy là RAM của nó là không có cái hỗ trợ cộng thêm ở đây nha. Đấy, thì cái này mình chỉ làm video test sơ qua về cái chiếc Vivo V15 này cho các bạn coi nha. Bây giờ mình sẽ có một cái video test game sau nha. Thì các bạn chú ý đón xem video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.